Ủy ban An toàn và Tiêu dùng Mỹ cho biết Samsung đã vừa thông báo thu hồi 663.500 máy giặt cửa trên do đoạn mạch, hiện tượng có thể khiến cho thiết bị quá nóng và gây ra nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, đại diện Samsung Việt Nam cho biết không có mẫu nào trong danh sách thu hồi được bán tại Việt Nam. Cụ thể, Samsung đã phải thu hồi số máy giặt bán ở Mỹ sau khi mà ghi nhận 51 báo cáo về việc máy giặt của hãng này đã gặp phải tình trạng bốc khói quá nóng tới mức mà chảy cả lớp nhựa bên ngoài và gây ra cháy. 10 trường hợp trong số đó đã bị thiệt hại về tài sản và có 3 người đã bị thương. Theo đó, hầu hết máy giặt đều có tính năng là giặt siêu tốc, có màu đen, sâm panh hoặc là màu ngà, gồm các mã là WA49B, 50B, 51A, 52A, 54A và 55A. Các sản phẩm được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Các sản phẩm này đều có tính năng là kết nối với Wi-Fi qua ứng dụng SmartThings nên sẽ tự động kết nối để tải về bản cập nhật. Trước đó, vào tháng 8, thì một số người dùng Hàn Quốc cũng đã phản ánh cửa máy giặt bị bung gây cháy nổ và chủ yếu là các sản phẩm cửa trước. Tình hình vận tải cuối năm là một trong những vấn đề nóng của lĩnh vực giao thông. Mặc dù hiện tại người dân cũng có nhiều lựa chọn các hình thức vận tải khác nhau và đồng thời chất lượng vận tải hành khách cũng đã được cải thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, những vi phạm lại vẫn diễn ra phổ biến, nhất là loại hình xe hợp đồng, trá hình, xe khách tuyến cố định. Tuyến đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội mặc dù cắm biển cấm dừng đỗ phương tiện, nhưng lái xe vẫn cố tạt vào để đón khách. Không những vậy, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì chiếc limousine này không có một loại giấy tờ nào, nhưng vẫn thực hiện chức năng quen thuộc là đón khách như một phương tiện xe khách tuyến cố định. Không phải là cố tình, bọn em xe tuyến hàng ngày thì ngày nào cũng ra từ bến như thế. Thì nói chung là bây giờ khách khứa nó vắng, bọn em cũng phải đành phải nán lại, biết là sai nhưng mà bây giờ nó khó khăn quá thì cũng liều thôi ạ. Cũng biết là sai nhưng mà không biết là nào giờ, nếu mà không đi làm mà thì không đủ chi phí. Theo lực lượng chức năng, ngoài đón từng khách tại bất cứ đâu, các nhà xe này cũng thường hẹn các nhóm đến một địa điểm thuận tiện rồi qua đón. Danh sách hành khách cũng được lái phụ xe hợp thức hóa khi người dân có nhu cầu đi xe gọi đến. Đối với xe hợp đồng thì hiện nay rất khó khăn trong công tác xử lý. Thứ nhất là ở tất cả các cái điểm ở các cái khu vực đường nội đô hiện nay là đang cơ sở hạ tầng đang xây dựng nên các tuyến phố chưa thể lắp đặt ngay được về các tên phố và các cái biển báo cấm, nên khi các cái phương tiện đó là khi vào hoạt động vào trong nội đô là và các cái vùng phụ cận là khi mà xe hợp đồng đấy đỗ tại những cái khu vực không có biển cấm đỗ thì rất khó khăn trong xử lý. Sự gia tăng của xe khách trá hình đã gây ra nhiều hệ lụy khó xử lý. Hoạt động này đã và đang gây lộn xộn, làm gia tăng ùn tắc trên các tuyến đường. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét khẩn trương tháo gỡ vướng mắc theo hướng nới chuẩn tín dụng để có thể giúp cho doanh nghiệp và người mua nhà được vay vốn mua nhà. Cụ thể, để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Hiệp hội bất động sản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét không nên giữ nguyên chuẩn tín dụng trong tình thế bất thường hiện nay, nên nới chuẩn tín dụng một chút nhưng vẫn không phải là hạ thấp chuẩn tín dụng so với bình thường trước đây. Cho phép tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm trong trường hợp doanh nghiệp có khoản vay đáo hạn chưa thanh toán, trong điều kiện doanh nghiệp cam kết thực hiện giao dịch qua tổ chức tín dụng cho vay. Hiệp hội cũng đề nghị tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng mới có tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp được trị giá tối đa bằng 70% giá trị trái phiếu, cho phép người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 tỷ hoặc 2 tỷ đồng một căn được hỗ trợ 2% một năm lãi suất vay tín dụng tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi theo thỏa thuận nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, những ngày qua thì người dân nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ thuộc khu vực ven biển xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu đang rất lo lắng về tình trạng tôm nuôi chết hàng loạt và gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ngoài các hộ nuôi tôm riêng lẻ thì còn có hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phú Thịnh với hàng chục hộ nuôi cũng đang rơi vào cảnh lao đao khi mà nhiều ao tôm đang phát triển rất tốt, bỗng dưng lại chết sạch chỉ sau có 1-2 ngày. Theo ghi nhận, số diện tích nuôi tôm của người dân bị thiệt hại ở khu vực tiếp giáp với kênh Trường Sơn kéo dài theo hướng ra biển thuộc địa bàn từ phường Nhà Mát đến xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Trong đó thiệt hại nặng nhất là ấp Rồng Nhãn.
Từ nhiều ngày qua, hàng loạt hộ nuôi tôm theo mô hình ứng dụng công nghệ cao tại khu vực này đứng ngồi không yên khi nhiều ao tôm đang trong giai đoạn từ 45 ngày đến hơn 60 ngày tuổi, đang phát triển rất tốt, bất ngờ bị chết hết ao này đến ao khác. Ông Nguyễn Thành Cần, người có thâm niên trong nghề nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cho biết, gia đình ông có hơn 2.000 m2 chia làm hai ao lớn, đã thả nuôi tôm thẻ hơn một tháng tuổi và đang phát triển rất tốt. Thế nhưng chỉ trong vài ngày qua, cả hai ao tôm bỗng dưng chết hàng loạt, không trở tay kịp, gây thiệt hại rất lớn. Theo ông Cần, nhiều năm qua, tôm nuôi của người dân khu vực này phát triển rất ổn định, chưa bao giờ có hiện tượng như vậy. Từ hồi công trình đắp cái đập ở ngoài kinh Trường Sơn, thì trong khoảng một tuần lễ nay là cái nguồn nuôi ở trong này toàn bộ là bị khí độc rất là cao. Do ảnh hưởng trong vòng 3 ngày là tôm sẽ rớt hết đáy ao. Như 3 ngày nay là hiện tại giờ là tôi siêu phong ra là bắt gần 2 tấn tôm siêu phong. Mà hiện tại thu tôm thịt chỉ là còn hơn 1 tấn. Đó là cái lỗ của dân ở đây là lỗ 100% hoàn toàn. Đáng lưu ý là tại khu vực ấp Rồng Nhãn A, nơi có hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phú Thịnh, cũng xảy ra tình trạng tôm chết liên tục. Toàn hợp tác xã có 26 thành viên, ngoài số diện tích nuôi tôm bán thâm canh thì có 26 hectare nuôi theo mô hình siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Gần đây, ngay từ khi đơn vị thi công công trình cống ngăn triều cho đắp đập, ngăn dòng tại đầu tuyến kênh Trường Sơn, chặn dòng nước lưu thông từ kênh 30 tháng 4 chảy vào nhằm thi công công trình, thì xảy ra hiện tượng tôm chết liên tục. Cái trường thiệt hại của riêng khu 509 của hợp tác xã chúng tôi là 26 hectare. Mà hôm nay là tôm 4 năm nay bắt đầu chết là chết. Đấy, ngày hôm nay chúng tôi là bây giờ đang đi tìm để mà bán tiếp một ao nữa. Hai hôm trước là mất vào, hôm nay bắt một ao nữa. Là với giá tôm bây giờ là 60 con bây giờ nó chỉ có 103.000, rất là thiệt hại cho dân. Hầu hết số tôm nuôi bị chết trong khu vực này từ 1 tháng rưỡi đến hơn 2 tháng tuổi. Tôm chết đột ngột khiến người nuôi tôm thiệt hại rất nặng, bởi tôm có kích cỡ nhỏ, nếu khẩn trương thu hoạch thì giá bán cũng chỉ khoảng vài chục ngàn đồng một ký. Còn nếu không thu hoạch thì coi như mất trắng. Và rất nhiều hộ chịu lỗ hàng tỷ đồng đã đầu tư. Là dân cũng yêu cầu là đề nghị là các cấp chính quyền phải đến thực tế hiện trạng để mà xem chỗ cái quy trình của nhà nước làm như thế nào để đảm bảo cái an sinh cho người dân, tức là nguồn nước lấy cấp cho nó đúng. Theo những người có kinh nghiệm trong nghề nuôi tôm, thì nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao có vốn đầu tư ban đầu rất lớn và rất nhiều người trong số đó phải vay vốn sản xuất. Nếu mất trắng 1 đến 2 vụ thì xem như phá sản. Trước tình trạng nuôi tôm của người dân khu vực xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu bị thiệt hại nặng nề, người nuôi tôm nơi đây đang mong ngành chức năng khẩn trương kiểm tra để đánh giá đúng nguyên nhân, có giải pháp giúp họ sớm khôi phục sản xuất.